những cái đảo quan vắng như vậy mà có một căn phòng cho chúng ta trú mưa trú nắng, thật là tuyệt vời đúng không em? Ý thầy là sao vậy thầy Phúc? Ý thầy là bây giờ mệt rồi, mình đi ngủ đi. Thầy Phúc, thả em ra, buông em ra cho em đi về đi thầy Phúc. Được rồi, thầy sẽ buông ra để cho em đi về. À! Thầy Phúc, đừng mà thầy Phúc, cho em về đi mà thầy Phúc. Về cái gì mà về? Chẳng phải em muốn ra đây là có ý đồ với anh đúng không? Không có thầy Phúc, em chỉ muốn ra đảo ăn hải sản thôi thầy Phúc. Bây giờ mình đi ăn hải sản đi thầy Phúc, mình đừng ăn nữa. Em bắt cỡ đúng không? Không sao, tại vì anh biết cái em muốn là cũng giống cái anh muốn. Thầy Phúc ơi, thầy hiểu lầm rồi thầy Phúc ơi. Em cứ muốn alo. Nghe này cô Hiền. Alo, cô Hiền, cô nghe không vậy? À, thầy Phúc à. Điện thoại cô bị sao vậy? Tôi tưởng là cô không muốn nghe điện thoại của tôi chứ. Dạ. Em xin lỗi thầy Phúc. Tại em buồn ngủ quá. Em sao kê em ngủ quá. Thầy gọi em có gì không thầy? Ngày mai cô muốn đi đâu? Đưa cô đi chơi. Dạ, em đi đâu cũng được. Biết sao thầy Phúc đưa em đi là được à. Cô biết đảo Long Sơn không? Chỗ đó đẹp lắm á, với là vừa hải sản lớn Bà Rịa Vũng Tàu đó. Dạ đi. Vậy mình đi Long Sơn ăn hải sản nha thầy Phúc. Thầy biết không, em là chùm tiêu diệt hải sản luôn á thầy. Vậy ngày mai á, tôi mượn xe của ba tôi chở cô đi nha. Dạ. Bye bye thầy Phúc. Không ngờ thầy Phúc với mình hợp nhau như vậy. Hai người cùng ăn hào, chắc Võ Hào đem con ký cũng nhiều lắm. Dương Quốc Hào Long Sơn ơi, hãy chờ đó, ta đến đây. Ồ, nhưng mà đi Long Sơn là phải ra tàu đi ra đảo hả? Nhưng mà đảo nó hiu quạnh lắm. Có khi nào... Những cái đảo quan vắng như vậy mà có một căn phòng cho chúng ta trú mưa trú nắng, thật là tuyệt vời đúng không em? Ý thầy là sao vậy thầy Phúc? Ý thầy là bây giờ mệt rồi, mình đi ngủ đi. Thầy Phúc, thả em ra, buông em ra cho em đi về đi thầy Phúc. Được rồi, thầy sẽ buông ra để cho em đi về. À! Thầy Phúc, đừng mà thầy Phúc, cho em về đi mà thầy Phúc. Về cái gì mà về? Chẳng phải em muốn ra đây là có ý đồ với anh đúng không? Không có thầy Phúc. Em chỉ muốn ra đảo ăn hải sản thôi thầy Phúc. Bây giờ mình đi ăn hải sản đi thầy Phúc, mình đừng ăn nữa. Em bắt cỡ đúng không? Không sao, tại vì anh biết cái em muốn là cũng giống cái anh muốn. Thầy Phúc ơi, thầy hiểu lầm rồi thầy Phúc ơi. Em cứ muốn nữa. Nhưng mà thầy Phúc là thầy giáo mà, chắc thầy không có làm vậy đâu ha.
Cái chuyện á mà hẹn hò đi chơi á dẫn chuyện yêu nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bà là bạn của tôi cho nên tôi mới dặn bà nè, bà không có được tin cũng như là không được luyện tình với ổng quá nghe chưa. Không phải chứ. Cái gì vậy? Sao nước mắt con chảy quá vậy? Ôi thầy nhìn mặt lại thầy kìa. Ôi thầy bị thầy quyền la quá, chị không nổi buồn khóc nữa à. Chắc là vậy á. Đây nè, thầy Phúc. Ôi dạ, thầy lại đi trễ nữa rồi. Giáo viên là phải vậy, phải gương mẫu. Good, good, good. Vậy thầy quyền la riết y chang. Nhức đầu luôn á thầy ơi. Lên tầng ốc o luôn á. Ủa mà thầy Phúc ơi. Hả? Rồi chừng nào mình đi về vậy thầy? Tôi nghĩ ăn xong mình đợi khoảng 7 giờ tối đi. Giờ đó về là đẹp, không kẹt xe, hiểu không? À dạ. Cô muốn kiếm con không? Đúng vậy, thầy Phúc là người trong sáng. Chắc chắn thầy sẽ đưa mình về. Không có chuyện gì xảy ra đâu, yên tâm, yên tâm. Dạ chào sếp. Dạ đây là bản báo cáo giá niêm yết thị trường chứng khoán của mấy công ty đó sếp. Ủa sếp, có vấn đề gì hả sếp? Em làm gì sai hả? Cậu làm gì tốt lắm. Sao sếp? Tao răng! Tôi về làm việc nhanh trước đi! Ăn no rồi, về Sài Gòn hả? Dạ. Hên quá, mình lo chuyện gì đâu không à. Thầy Phúc dễ thương muốn chết, đâu phải loại người đó đâu. Ủa sao vậy thầy? Chết rồi cô Hiền ơi, không biết sao nữa máy không nổ. Hả? Chết rồi. Vậy giờ sao vậy thầy? Không biết đâu, thầy tìm cách nào thầy mới chở em về chứ. Thật ra xe này là của ba tôi. Tôi chỉ biết mượn rồi mới chạy thôi, chứ không biết sửa. Cái gì kỳ vậy nè? Đừng nói Phúc cuối có chuyện nha. Thầy Phúc, bây giờ mình tìm cách nào đi chứ hả? Đúng không thầy? Bây giờ mà nhờ xe cẩu về sửa chắc cũng trễ rồi. Tôi nghĩ chắc đêm nay tôi với cô phải ngủ lại đây thôi. Nói tôi với cô ngủ chung phòng hay là chung cái gì đâu mà cô la dữ vậy? Từ từ đi. Tôi nghĩ chỗ này á, khách sạn chắc chắn là không có rồi đó. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiếm phòng trọ nào tốt tốt. Cô Hiền, mở cửa. Cô Hiền. Dạ. Sao rồi thầy? Sao mà chui vậy không biết nữa. Hết phòng rồi. Hết phòng rồi hả thầy? Ừ. Thầy đừng có nói với em là còn duy nhất một phòng thôi nha. Đúng rồi. Thiệt hả?
thì đúng rồi, nhưng mình may mắn lắm á, còn có một phòng thôi, là phòng đó của con người ta, nhưng con người ta đi vắng rồi. Nhưng mà tôi năn nỉ lắm á, người ta mới cho thuê ở lại một đêm đó. Phòng đó hơi nhỏ, nhưng tôi nghĩ hai đứa mình ở được. Hai đứa mình ở được hả? Ôi làm sao đây, tắm rồi tới cái gì nữa đây? Không được Hiền, mày không được sợ, không được nghĩ vậy. Thầy Phúc là người tốt, anh không phải là loại người như vậy. Nhưng mà dù sao thầy Phúc cũng là đàn ông. Đúng rồi, thầy là đàn ông cho nên mới có cu bò đó. Ủa, thầy Phúc đâu rồi ta? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Dạ không có gì, em nằm mơ hết hồn. Thầy nãy tôi gọi cô, tôi cảm giác là tôi ngủ không có được, tôi muốn xuống dưới đi dạo, nhưng mà thấy cô ngủ say cho nên tôi không có nói. Mà tôi xuống đó sợ trời tối quá thì cô sợ ma nên tôi mở đèn cho cô đó. Vậy hả? Em cảm ơn thầy Phúc. Vậy nha, tôi xuống dưới dạo một chút á. Dạ cô ngủ đi.